Vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về được một loạt sản phẩm của dòng loa Martin. Với dòng loa Martin thương hiệu của Anh Quốc, và với logo sản phẩm này thì đó là Martin cánh én. Với phiên bản đặc biệt của cánh én này thì nó là thùng gỗ cân. Đây ạ, một chiếc đây em sẽ quay này. Hàng nguyên bãi nhá. Đây là vẫn còn bên nước ngoài họ mới tháo phòng ra. Nó vẫn còn bụi bẩn này. Nhưng bên em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho các bác, lại đen nhức nách luôn. Đây, nó sẽ đen như thế này luôn này. Đây là do cái phần treo bên trên nó bị bụi thôi. Còn đồ thùng thì vẫn quá đẳng cấp này, quá đẹp này. Còn những lớp lưới nó bụi bẩn này bên em sẽ cho anh em vệ sinh giặt xà bông. Đây nhá, cái lớp lưới của nó là bên ngoài bọc vải, bên trong là sắt. Và cũng không làm mất thời gian của các bác thì đây là một chiếc bên em đã khui sẵn ra. Quá đẳng cấp. Đây ạ, khi đây cái này của nó là sẽ bọc vào cái lớp cụ từ, như bên em tháo ra để mời các bác chiêm ngưỡng về cái thông số của sản phẩm. Cụ từ 19 này. Rất chi là khủng nhá, bát nhập khẩu của Mỹ này. Đây, à. Đây tên của hãng loa nhá, Made in USA nhá, có cả trang website của nó đấy. Với bộ xương rất chi là khủng nhá, 2, 4, 6, 8 cánh xương của bát to, và cái họng xương là to kinh khủng luôn. Với xương màu bộ đội nhá, màu lòng súng nhá, đặc trưng của những dòng loa Mỹ hay được hun những màu như thế này. Và đây là cái lớp nhện và côn của nó rất khủng. Côn này là phải côn 76 rồi, đạt chuẩn trong tất cả những dòng loa full được sở hữu bát 30. Màng nó vẫn còn quá đẹp bởi vì nó được bọc cái lớp vải chống bụi kia. Đây ạ, lớp gân của nó là 1, 2, 3, 4. Rất hiếm những dòng loa full mà được sở hữu 4 gân như thế này nhá. Tiếng lại càng mềm càng bay nhá. Quá đẹp. Đây em lại quay cái cổ phần của côn để các bác được xem chi tiết của nó nhá. Rất chi là khôn. Những sản phẩm của người Mỹ họ làm lúc nào họ cũng đẳng cấp. Đây thông số của sản phẩm này, Pro 12A này, Made in USA này, đạt chuẩn của ISO 9001 2008. Đấy, còn các thông số khác thì các bác có thể chụp ảnh màn hình các bác xem chi tiết giúp em nhé. Quá đẳng cấp. Và tiến tới là cái tép này nó là tép BNC nhá. Đó là tép cực hay, được mệnh danh là những cái tép hay, được hay lắp vào những cái dòng loa cao cấp. Côn của nó là côn 44 nhá. Rất hay. Đã nên là bát nhập khẩu đấy, bát nhập khẩu của mình. Đấy, riêng anh em thợ đến cái thì cũng đã phải là bắt xịn của nó em mình. Và đặc trưng của dòng phân tần của dòng Martin đó là phân tần siêu bền và phân tần dối nhá. Những con tụ này các bác có thể nhìn này, cái tụ này nó phải to hơn quả bin đại, quả này thì bằng quả bin đại và một con tụ nữa. Với dòng tụ này nó là tụ Pháp nhé, Made in France kìa, đó là tụ Pháp đẳng cấp, và những cuộn dây cản của nó đều được dập chữ Martin Audio. Quá chất. Đây là lớp bông giòn của nó. Tụng này thùng gỗ rồi, tụng này thì quá chắc chắn. Với đặc biệt về dòng loa Martin thì rất hiếm khi những sản phẩm của dòng Martin mà được sở hữu thùng cân như thế này.
cung cấp thì nó có cái chất âm đặc trưng của nó. Những bác đam mê ca hát thì hay lựa chọn những sản phẩm thùng cân, nội thông hơi đằng trước nha các bác nhé. Các bác có thể để vào tóc được, nó cũng không bị ảnh hưởng về cái chất âm, nó thoát âm rất là tốt, nó đẩy về trước. Và bên em về cũng không được nhiều, về được khoảng gần 20 đôi. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa Martin cánh én thùng cân phiên bản đặc biệt, bác được nhập khẩu từ Mỹ, thì các bác cứ alo cho em nhé. Với sản phẩm này thì bên em đang cung cấp có giá tại cửa hàng là 9.400.000. Các bác có nhu cầu về sản phẩm này thì các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại 0963 1138 hoặc 0962 355 39. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là một chiếc bên em chỉ cậy căng nhé, nó thiết kế quá đẹp. Cái họng tem của nó thì họng tem cũng đặc biệt luôn. Đấy. Bằng được đúc bằng cái phíp nhé. Phíp bên ngoài rất bóng, quá đẹp. Đây là một chiếc đầy đủ. Vâng, và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác có nhu cầu các bác cứ alo cho em nhé. Giờ đây em xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.